Rồi bây giờ mình sẽ đi ra kiếm xe nha mọi người. Tí nữa là mình sẽ chở bác ở bên tường. Tí nữa mình sẽ chụp một cái tấm hình với anh em của mình. Nãy em của mình nó kêu mình chụp nhưng mà mình chưa có thời gian mình chụp. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái xe của mình. Xe mình ở đâu Dưỡng ơi? Xe mình ở đâu? Biết chết liền. Cuộc đời không có dép mang luôn mà thấy chưa? Rồi dép đâu? Đi biển xong mất dép. Chụp cái ai chụp ba thằng cái ai. Phải nói là hồi nãy mình cảm thấy cái cô bé đó là nó rất là may mắn luôn. Bởi vì rất là nhiều người muốn gặp mình nhưng không được. Bởi vì rất là nhiều người muốn gặp mình nhưng không được. Nhưng mà mình tự đến mình gặp luôn. Đúng không? Một cái người làm YouTuber là đâu phải ai làm là muốn gặp đâu đúng không? Mà mình tự tìm người ta là mình cho người ta gặp luôn. Thường thường là phải hồi nãy là cô bé nó xin chụp hình mình tâm. Nhưng mà không chụp hình tại vì không biết mình. Mà mình cũng chẳng biết cô bé đó là ai luôn. Hồi nãy giờ á, cách đây khoảng 2 tiếng là mình còn đứng ở đây. Bây giờ là 2 tiếng rồi nhưng mà mình đợi xe thì xe nó vẫn chưa tới các bạn ạ. Mình rất là buồn cho nên là mình thấy đằng sau lưng mình có con chó nha mọi người. Mình sẽ chọc chó kì. Mày biết tao là ai không? Mày có xem YouTube kênh của tao không? Chó. Chó ơi. Chó ơi. Chó. Chó đẻ mày. Thiệt tình chứ. Chó. Ôi. Cảm ơn Nhật Linh kìa mọi người. Chó. Vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục trò chuyện với mọi người. Ở đằng sau là đại gia đình của mình. Mà cũng may là anh đằng trước không có ai á. Không biết là có ai thì mình đứng mình nói chuyện. Tự tin với cái này là không cho mình nói được. Hồi đó về nó coi YouTube của tôi nó sẽ biết tôi là để cái chỗ này nè để cái gì kia kìa tại gia đình của mình đã làm sao đây có dậy chưa thôi mà thôi đó dậy giới thiệu cho mọi người biết đây xe tới mọi người ơi. Đây xe tới rồi. Bây giờ mình sẽ lên xe. Đâu rồi? Lên xe thôi. Lên qua ha. Mình ngồi sao như chỗ cũ nha. Mình sẽ quay xe. Tiêu tao nó vô tao chỗ cổ như chị như cổ nha cuối cùng thì mình cũng đã vô được xe và phải nói là mệt quá mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ rời biển, mình sẽ đi đâu nữa lên ơi? Xuống mình sẽ quay dài hướng nữa trước khi mà mình rời biển này. Mọi người đằng sau lưng, đằng sau nói chuyện nhiều quá lớn quá mình quên mình không biết nói gì luôn nè. Tí nữa mình sẽ đi ra siêu thị nha, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái nguyên cái ngày nghỉ lễ của mình cho mọi người xem. Thật sự là mấy người đằng sau rất là ôm, mình gói không chịu luôn, mình sẽ giành nói với người ta. Đúng rồi rồi mọi người ơi. Giờ có những cái người mất mới bắt đầu vô. Không nghe chưa? Đây là khi mình thấy con ghế rồi chị Hương. Đó người ấy chưa đó. Ủa? Là có người yêu rồi. Ủa là không? Người đâu phải người yêu đâu. Cha hay gì á. Đó. Lớn tuổi rồi. Đó. Rồi mình sẽ đi thôi. Mình sẽ đi thôi. Tê tê tê. Ây da, ui da, bể đầu. Mình sẽ rời biển hạnh phú đến một cái nơi phải gọi là hạnh phú Bến Tre. Chào mừng ngày Quốc Khánh đại biển Hàng Dương là Hường Giang. Chúa tao đang quay phải nói là quay là phải nói cho hết cho mọi người đúng không? Mình thấy quay là mình quay đủ thứ luôn đó. Mình quay coi như là cái con đường đằng sau lưng là có khi có những con ghế rất là đẹp. Ồ đẹp thiệt. Đó mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Chết luôn rồi. Đây cũng có hai người đang đi nè. Hai cái.
cái gì? Đó mọi người bây giờ thấy có rất nhiều xe chuẩn bị đi về. Ồ, hôm nay mình cảm thấy rất là rối luôn, nói não luôn. Hồi nãy khi mà tắm biển xong nắng, bây giờ rồi nói não rối luôn là không biết nói cái gì luôn á mọi người ơi. Tiếng của mình nó thay đổi luôn này. Ôi thôi bây giờ mình sẽ kết thúc cái phân đoạn này. Rồi bây giờ mình sẽ vô tiếp viên để vô siêu thị thì mình sẽ vô Lan Ông. Cái gì ta? Lan Ông ăn hải. Đi thôi. Mình sẽ đi vô trong đó. Mình sẽ làm như thế này để mình vô luôn. Đi 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 không ngủ má cà về. Đi thôi. Đi đi đi. Đi đi đi. Giờ mình sẽ vô Lăng Ông Nam Hải. Đây là một cái khu rồi di tích hả? Di tích ở thành phố Bến Tre. Đây là một bộ xương của cho mọi người xem cái tay ở đây mình thấy cái bộ xương rất là to luôn, mọi người hãy xem. Ở đây mình được biết mình đã quay phim rồi. Ở đây mình được biết thì bộ xương này nó vô nó cho là cái bộ xương của con cá ông nó vô nó cho dạt vào biển phú, cho nên người ta mới vớt xác nó và đưa vào đây để tưởng niệm. Mọi người thấy không? Đây là 15 năm rồi. Quá quá. Wow. Sau khi khoảng qua đi vào khoảng 5 phút thì mình có những cái view rất là đẹp, cho nên là bây giờ mình sẽ đi về và tiếp tục đi các nơi khác như là vô thị trấn Tre để mình có thể mua sắm những cái đồ mình cần thiết. Rồi bây giờ mình sẽ đi về nghe hả? Mình cũng đã tả vào xe mệt quá. Cái view rất đẹp nhưng cũng rất là mệt. Con có cho mẹ không? Mẹ đi làm sao đó? Đi với gia đình đó. Trời ơi, hồi nãy là thấy cô bé kia chồng cô bé kia mà giờ có cái kế bên luôn. Nãy giờ 2 tiếng rồi đó, kẹt xe nãy giờ 2 tiếng rồi đó, mình vẫn ngồi một chỗ mình thôi nè. Lấy mệt đâu. Rồi xong rồi, cuối cùng mình cũng đã tiện từ biển Hạnh Phúc về tới Quảng Ngãi Nam. Bây giờ mình sẽ xe để về Quảng Ngãi Bắc về nhà mình ha. Mệt quá, nắng lắm mọi người ơi, giờ là 3:15 rồi. Ôi. Còn rất là nắng, nắng nóng ghê luôn. Nắng đẳng cấp luôn. Nãy giờ ngủ được một giấc, ngủ đập cái đầu vô cái kiến đau. Ngủ cái đập đầu cái kiến. Thấy vừa vui mà vừa mệt nữa. Quá trời rồi. Quá trời rồi. Quá trời quá đất. Con bé này nó ngủ luôn rồi, nó phải cầm mền nó như vậy. Quên cầm áo đây.
đại cho đây là sao kìa. À, bây giờ mình sẽ lấy xe đi về. Tí nữa mình sẽ về nhà chợ mình chơi một tí rồi chiều mình sẽ về tới nhà.